Rồi, xin chào các bác. Thì các bác có thể thấy đằng sau em đây là những ngôi mộ này. Đằng trước là nguyên một cái nghĩa trang luôn. Thì cái ngoài đường lớn kia nó ồn ào quá, cho nên em vào đây em quay cho nó yên tĩnh, cho nó thoải mái thôi. Thì có một vấn đề mà anh em đi mua máy rất là quan tâm, phải nói là quan tâm hàng đầu luôn ấy. Thì đó là mua của thương gia nào thì uy tín, hay là mua chỗ nào thì uy tín. Trước tiên ấy thì mua của thương gia nào thì uy tín, thì câu hỏi này ấy, không riêng gì hội LG đâu, mà rất nhiều hội khác ấy, anh em hỏi rất là nhiều. Còn riêng về LG ấy, thì có rất nhiều người bán, thương gia lâu năm cũng có, mới bán cũng có, và cộng tác viên cũng rất là nhiều. Thì đa số những anh em nào mà bán lâu năm rồi ấy, em đều biết, và không biết nhiều thì biết ít. Nhưng mà dạo gần đây ấy, có rất nhiều anh em mới mà em không biết và bán mặt hàng rất là nhiều, bán cả lô, bán cả lốc luôn ấy. Và cái thông tin về cái mặt hàng đấy em thấy cũng không được rõ ràng cho lắm. Thì hy vọng là các bác nếu mà mua hàng thì các bác phải tìm hiểu thật kỹ nhé. Vậy thì để trả lời cho câu hỏi mà mua của thương gia nào thì uy tín ấy, thì bản thân em ấy là một admin của LG, em cũng không dám trả lời câu hỏi này đâu. Tại vì bản thân em đã gặp rất nhiều rủi ro cho câu hỏi này rồi. Giả sử như bảo là mua của ông kia kìa uy tín, thì sẽ có rất nhiều anh em khác bảo là à chắc là nó đang là liên kết với thằng bán này để mà làm ăn gì đó thôi. Rồi nếu như mà trả lời mà mua của ông này ông kia không uy tín đâu ấy, thì cũng sẽ lại có anh em bảo là chắc nó lại dìm hàng thằng đấy thôi. Vậy thì bây giờ ấy, làm thế nào? Thì em nghĩ là trước tiên ấy, các bác nếu mà mua hàng ấy, các bác nên chọn một cái thương gia nào đó người ta bán hàng lâu năm rồi. Thì dù sao ấy thì người ta bán lâu năm rồi ấy, người ta vẫn khá là uy tín. Người ta có uy tín thì người ta mới tồn tại được nhiều năm như vậy. Và khi các bác mua máy thì các bác phải hỏi rõ bảo hành nhé, xem là người ta bảo hành bao lâu này, bảo hành cái gì này, nhất là về cái lỗi nguồn và màn hình ở LG, hai cái lỗi đấy rất là quan trọng. Thì các bác hỏi rõ người ta là bảo hành có bảo hành lỗi nguồn và lỗi màn hình hay không, và bảo hành bao lâu. Thường thường thì người ta em thấy các thương gia đều bảo hành cái lỗi nguồn và màn hình chỉ là bao test thôi, ví dụ bao test 7 ngày hoặc 10 ngày gì đấy. Thì nếu như mà người ta có bao test ấy thì các bác phải test những cái lỗi quan trọng đấy, test thật kỹ vào, và test kia cố gắng test trong cái thời gian bảo hành thì nó phải kỹ vào, để mà nếu như mà nó có thể ra lỗi thì còn bảo hành được. Và khi các bác mua một con máy nào đó ấy, thì các bác phải tìm hiểu thật kỹ về con máy đó, tham gia các hội nhóm, đọc các bài viết về con máy đó. Riêng về LG ấy, thì em có ghim những bài viết về từng con máy ở công bố ở hội LG này này. Các bác hy vọng các bác có thể tìm được và đọc được. Và hy vọng ấy, các bác đừng ham những hàng quá rẻ, tại vì em thấy đa số những máy gặp lỗi ấy, hầu như là do các bác ham rẻ mà các bác mua vào thôi. Những cái máy thường thường là không có thông tin rõ ràng mấy, đa số là chỉ là giá nó quá rẻ mà các bác ham các bác mua vào thôi. Ở Việt Nam mình ý thì không có cái gì là ngon bổ rẻ đâu. Tiếp theo ấy là mua của người dùng, thì mua của người dùng ấy các bác sẽ có cái lợi thế khá là lớn, đó là cái giá tiền nó sẽ giảm so với mua của thương gia khá là nhiều, nhưng mà cái rủi ro nó cũng tăng lên. Tại vì mua của thương gia ấy thì các bác còn có bảo hành, nhưng mà mua của người dùng ấy thì đa số không có bảo hành, hoặc là chỉ bảo hành 1 2 3 ngày, hoặc là bao test 1 tuần gì đấy. Thì khi mua của người dùng như vậy ấy, thì các bác phải tìm hiểu về con máy đó khá là nhiều và trang bị cho mình một cái kiến thức để mà test máy được. Nếu như các bác không tự tin vào khả năng test máy của mình ấy, thì nên dẫn một cái người nào đó có kinh nghiệm đi cùng. Còn nếu như các bác mua online ở xa ấy thì các bác nên sử dụng cái hình thức ship code nhé, đừng có chuyển khoản luôn. Em nghĩ là đừng có chuyển khoản luôn 100% mà sử dụng hình thức ship code. Là người mua ấy sẽ chuyển cho người bán tầm 100.000 hoặc 200.000 gì đấy để làm cọc thôi. Thì cái hình thức mà ship code ấy nó cũng không phải là an toàn tuyệt đối đâu. Tại vì có rất nhiều bác bị lừa tiền cọc rồi. Đa số hình thức sẽ là thằng bán nó sẽ ra một con máy khá là rẻ và nó yêu cầu là phải cọc thì nó mới ship code cho các bác. Thì đa số các bác đều ham rẻ và các bác muốn cọc cho nó nhanh để mà mình có thể mua được con máy đấy. Thì sau khi các bác cọc rồi ấy, thì nó sẽ chặn Facebook các bác, chặn liên lạc các bác, và các bác cũng chẳng làm gì được nó ngoài việc là đưa thông tin nó lên hội bóc phốt nó thôi. Và cũng lắm thì thằng bán đấy nó sẽ mất cái nick đấy thôi, nhưng mà mất cái nick đấy nó sẽ lập một cái nick khác và nó tiếp tục, nó sẽ lặp lại cái chiêu trò đấy, và sẽ có rất nhiều anh em khác nữa bị lừa như vậy nữa. Vậy nên khi các bác mua hàng của người dùng ấy thì các bác phải tìm hiểu rõ thông tin về người bán nhé, phải xem cái nick Facebook đấy có phải là thật hay là ảo, rồi số điện thoại, số chứng minh thư nhân dân hoặc gì đấy,
để các bác biết được đó là người thật việc thật, thì hy vọng các bác sẽ đỡ bị lừa đi. Còn nếu như mà cái thằng bán ấy mà nó không cung cấp được thông tin thật về nó ấy, thì em nghĩ đa số nó là lừa đảo thôi. Vậy thì khi mua của người dùng ấy mà hai bên không tin tưởng nhau ấy, thì các bác nên qua trung gian. Thì em vẫn đang làm trung gian nhé, trung gian free luôn. Cái link em để dưới phần mô tả nha, các bác xem ở dưới đấy nhé. Vậy thì chốt lại ấy, mua của thương gia nào thì uy tín, mua của ai thì uy tín, thì đối với em ấy, câu hỏi này em không trả lời được. Em chỉ hy vọng là các bác tự trang bị được kiến thức cho mình, tự tin tưởng được mình thay vì tin tưởng người khác. Rồi, ok, chào các bác.